Chị Mén, chị cứ ở đây đi, không sao đâu mà. Nhà này đâu có còn cái gì để chị phải nấn ná nữa đâu. Chị chỉ là người thừa thôi. Ai nói? Chị vẫn là chị của em mà. Cái nhà này không ai coi tôi ra cái gì hết á. Chị à, không sao đâu, chị cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô muốn tôi bình tĩnh tới bao giờ? Anh hai em á, chỉ nhất thời hứng chí vậy thôi. Ngày mai anh suy nghĩ lại liền cho chị coi. Bộ cô tưởng tôi là con nít thì sao mà cô nói với tôi vậy? Em là em của ảnh, em biết tánh ảnh mà. Biết biết cái gì mà biết. Hồi trước á, ảnh cũng quen vài người rồi. Ảnh mau chán lắm, ảnh bỏ người ta không à. Thiệt không? Ừ. Chị không biết ảnh đào hoa lắm hả? Em nói cho nghe, cái hồi còn học phổ thông á, con gái chạy theo ảnh nườm nượp luôn. Rồi sao nữa? Thì ảnh cũng quen cô này cô kia được vài bữa à, nhìn thấy tưởng đậm đà lắm mà không phải vậy. Nếu vậy chắc quen Út Hiền cũng không ngoại lệ đúng không? Thì đó. Nên chị đừng có nóng ruột. Em nói rồi, không bao lâu là ảnh sẽ hồi tâm chuyển ý cho chị coi. Không lâu đâu. Cái chị cần làm á là chị phải kiên nhẫn chờ thời gian. Để anh chán anh bỏ con nhỏ này thôi à. Nhưng mà ảnh tính cưới nó kìa. Trời, chị tin được nữa hả? Nghĩ sao mà ảnh cưới cái con nhỏ vừa nghèo vừa xấu như ma. Chị của em nè, vừa đẹp vừa giàu có, không cưới thì thôi chứ. Chị đẹp thiệt hả? Nhưng mà chị thấy con nhỏ đó đâu có giống ma. Em không có biết nó giỡn à. Vậy cho nên chị cứ từ từ ha. Vậy chị sẽ chờ coi sao. Liệu là sắp có tuần hay để coi hay không? Đó, mà kịch hay á nha, thường phải ở đoạn cuối. Đi đi. Anh không còn gì để bận tâm nữa.
lại chuyện tình tay ba nữa. Hy vọng con sẽ không lặp lại những sai lầm như ba ngày nào. Anh sẽ không quên được em. Tới giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao ông Tư Hào thân thiết như vậy mà ông không đồng ý cho con Mén làm dâu nhà mình. Ông còn tác hợp thằng Đông với con nhỏ đó nữa. Nhà mình danh giá vậy. Danh giá hay không á là tùy thuộc vào bên trong con người họ. Bà đừng có lấy tài sản ra mà đánh giá. Ông nói nghe hay dữ. Không có tiền thì làm gì được ở thời buổi này. Tóm lại có tiền có thể quyết định tất cả. Ông thử nghĩ coi, nếu ba má ông không giàu có, liệu ông có được như bây giờ không? Tôi cảm ơn ba má tôi đã sanh ra tôi, sanh ra trong cái cơ ngơi sản nghiệp này. Nhưng người ta làm sao chọn lựa được sinh ra ở đâu và làm con của ai? Người ta chỉ có thể chọn cách sống ra sao mà thôi. Tóm lại là tôi không vừa ý. Ông có nói nhiều cũng vô ích. Nhưng mà tụi nó thương nhau. Bộ bà muốn con trai bà nó lấy phải đứa con gái giàu sang mà nó không hề yêu thương hay sao? Nhà mình cũng đâu có thiếu thốn gì mà phải ép con mình nó đánh đổi hạnh phúc. Bà nghe lời tôi một lần đi. Không được. Nó muốn có hạnh phúc thì phải có thật nhiều tiền. Tôi kiếm hạnh phúc cho con, chứ tôi đâu phải bắt con đánh đổi hạnh phúc. Bà đúng là một người tham lam. Làm cái này mới biết mình chịu khó dữ. Trời, trước giờ ai cũng biết điên điển khéo tay mà, lạ gì đâu. Vậy mà có người không biết đó. Ai không biết? Nói tôi nghe. Tôi đem mấy cái mền này quăng trước mặt cho biết, rồi tôi cho người đó một trận luôn. Trời ơi, dữ dằn ghê chưa. Út Hiền dịu dàng ngây thơ của anh Đông đâu mất tiêu rồi ta. Vẫn là Út Hiền đó thôi, nhưng lúc nào cần giữ thì phải thiệt giữ chứ. Thôi đi cô nương, chỉ được cái nói suông à. Đụng chuyện thì khóc lóc méo máu. Ê, không biết sao gần đây á, tao tới nhà anh Hai kiếm ảnh mà không có ảnh hoài à. Mày biết ảnh có chuyện gì không vậy? Sao tao biết được? Bữa giờ á, tao cũng đâu có qua đó đâu. Sao vậy? Bộ hai người có chuyện gì hả? Tao với ảnh á, thì có chuyện gì được chứ. Đã nói bữa trước á, chỉ là giỡn thôi mà. Cũng phải kiếm người cho ảnh mới được. Thấy ảnh cứ thủ thủ con mình à, tội nghiệp quá à. Người ta sống á, cũng cần phải có cặp, có đôi, phải không mày? Bắt đầu học được cái tánh sến rện của ông Đông rồi đó nha. Mai mốt về sống chung á, hai vợ chồng mày sến như con hến luôn. Mày là đứa mở miệng không sợ ai mít lòng á. Mít lòng á, rồi làm gì tao? Chuyện của mày với ông Đông á, vậy mà thành, tao cũng mừng á. Mừng á là vì không còn ai dành chỗ bán bánh bò nữa phải không?
giỡn không à. Tao mừng thiệt lòng đó, nhưng mà cũng thấy lo lo cho mày. Không biết về nhà đó mày có bị ăn hiếp không nữa. Tưởng ai? Ai về người quen? Dạ, bán tôi chục bánh lò này coi. Dạ chào chị Chính. Gặp được ở đây thì hay quá. Hôm qua tôi có ghé nhà mà không thấy. Dạ tôi cũng có nghe hàng xóm nói chuyện tới kiếm. Mà hay quá, thiên hạ nói rồi thì tôi không cần phải nói nữa. Chị Chính vẫn có thể nói lại với tôi mà. Chửi người mà chửi thẳng mặt vẫn có tác dụng hơn là chửi xéo sau lưng chứ. Giờ má con bà muốn sao thì mới buông tha thằng Đông con tôi đây. Chị hỏi con chị thì... Nè, tối nay bà đừng có đi đâu nghe. Tôi có mời chú Bảy với cậu Năm qua nhà đó. Tự dưng ông mời chú với cậu qua đây có chuyện gì vậy? Thì bàn chuyện làm đám hỏi cho thằng Đông chứ gì nữa. Tôi đã nói rồi đó, tôi không đồng ý đó nha. Ông coi lời tôi nói là cái gì hả? Dẹp cái kiểu suy luận tào lao của bà đi. Tôi cũng đã quyết định rồi, thằng Đông nó phải ổn định để mà lo sự nghiệp nữa. Có chết tôi cũng không đồng ý cưới nhỏ đó về đây. Vậy thì bà kiếm cách nào để không phải chết đi. Dạ con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Khỏi cảm ơn. Tôi sẽ phản đối vụ này tới cùng. Nếu tổ chức đám cưới, dứt khoát sẽ không có mặt tôi. Ồ, vậy tính sao đi ta? Đám cưới thằng con duy nhất, không thể nào mà vắng mặt má nó được. Coi bộ khó tổ chức đám cưới này rồi à. Ê, hai đứa tụi bay tự dắt nhau ra làm hôn thú được rồi, khỏi tổ chức đám cưới. Bây giờ sao đây? Nghĩa là không có sự đồng ý của tôi, ông vẫn cho thằng Đông cưới của nhỏ đó phải không? Nếu như bà có thiện chí, bà suy nghĩ cặn kẽ thì tôi sẽ cho bà thời gian. Nhưng mà tôi thấy bà thành kiến với con Hiền, chỉ vì nó là con nhà nghèo. Hey, trong một thời gian ngắn, nhà người ta không thể nào mà giàu có lên được. Chắc là bà cũng không thay đổi ý kiến đâu. Bởi vậy tôi mới đang tác thành nó cho một đứa giàu có hẳn hoi. Đó là con én đó. Khi không ông xen vô chi vậy? Má, con đã nói với má rồi, cho dù cô chết con cũng không lấy cô ta đâu. Má cứ một mực bắt ép con như vậy hoài làm chi? Tao phải làm vậy vì muốn tốt cho mày đó. Mày ngu chưa từng thấy, đường trống không đi, cứ đâm đầu vô bụi rậm mà. Má dí dòn lạ lùng quá. Thôi 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 thôi, được rồi, chuyện này tới đây thôi. Tôi là chủ gia đình, chắc tôi cũng có quyền quyết định ha. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với chú với cậu của thằng Đông, chọn ngày tốt để đi qua xin hỏi cưới con của người ta. Ông làm vậy á thì coi như tôi không có mặt trong nhà này đi. Ông muốn làm gì thì làm. Má, không sao đâu, từ từ rồi ba sẽ khuyên má con. Má cứ nhất quyết chống đối, con lo quá. Đến khi cưới được Hiền rồi, không biết có được sống yên ổn trong nhà của mình nữa không ba? Hay là cưới xong Ba cho con với Hiền lên thành phố ở được không ba? Vậy thì không có được. Lý do quan trọng nhất á, ba đồng ý cuộc hôn nhân này,
chính là con có thể yên tâm lo sự nghiệp. Con đi biển biển biệt, đưa vợ lên thành phố, rồi nó phải sống dò dỏ một mình tội nghiệp. Dạ. Nếu ở nhà này, nó sẽ thay con chăm sóc cho ba má, nó sẽ là nàng dâu ngoan. Hay là con nghĩ ba với má không cần người chăm sóc hả? Dạ không phải. Con xin lỗi ba, con đã hiểu ý của ba nói rồi. Tại vì con sợ ở nhà má với con Như tìm cách làm khó dễ vợ con. Con chỉ sợ vậy thôi à. Chứ bộ tao có mặt ở trong cái nhà này chỉ để làm cảnh chơi thôi sao mày hả? Ba sẽ có trách nhiệm hòa giải cái mối căng thẳng này hả? Nếu mà hai vợ chồng con chuyển lên thành phố sống, coi như ba má mất luôn con sao? Dạ đúng là con sơ ý thiệt. Con không để ý tới cảm nhận của ba. Con xin lỗi ba. Thôi được rồi. Hay con hiểu ra là ba mừng. Ba sẽ thúc đẩy cái chuyện cưới sinh sớm. Con cứ lo sắm sửa cho vợ sắp cưới đi. Ba sẽ lo hết mọi thứ cho. Dạ. Ba là nhất. Đội ơn ba. Công nhận em đẹp quá chừng. Cô thấy tôi nói đúng không? Chắc chắn ảnh sẽ vừa ý liền mà. Anh đừng có nhìn em như vậy. Giống em là thứ gì kỳ lắm. Chứ còn gì nữa. Em là cái thứ kỳ cục nhất trên đời này đó. Thiệt. Phải công nhận nha. Từ hồi nào tới giờ anh giận mình dễ sợ. Không hề biết là em đẹp đến như vậy luôn. Anh thấy bộ này được chưa? Ừ, đẹp. Nhưng mà anh vẫn còn muốn ngắm em thêm những bộ đầm khác nữa. Nè, thử thêm mấy bộ nữa đi. Để tôi lựa cho. Nhất mà. Em cứ nghĩ chuyện của mình sẽ biến thành hồi ức rồi chứ. Em, nếu như mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là hồi ức đẹp thì có phải mình sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết không? Vậy anh làm nhà văn đi. Gồm tất cả những gì mà mình có, viết thành một hồi ức có kết cục đẹp như tiểu thuyết đi. Sau khi mình cưới xong, anh sẽ đi tàu. Mỗi năm anh sẽ có rất nhiều chuyến đi dài. Thời gian bên em ít lắm đó. Em có buồn không? Ai kêu em lấy chồng thủy thủ làm gì? Nhưng mà đám cưới xong anh đi liền sao? Anh phải đưa em đi chơi xa một chuyến chứ. Rồi về nhà ở với em một thời gian nữa. Rồi sau đó mới lên nhận công tác. Em tưởng anh bỏ em đi liền chứ. Ngu sao bỏ đi liền được. Bỏ đi liền mất vợ thì sao? Vợ mới cưới mình phải hưởng từng trăng mật chứ. Ba vô đi ba. Dạ chào anh chị. Dạ chào chị. Dạ mời anh chị vô ạ. Dạ dạ mời. Dạ. Dạ mời anh chị ngồi. Dạ mời chị.
Hiền ơi. Dạ. Dạ, con thưa bác. Chào con. Dạ. Dạ thưa chị. Dạ. Dạ thưa chị, hôm nay gia đình tôi qua đây chính thức xin phép chị cho Mạnh Đông tìm hiểu cháu Út Hiền. Dạ. Từ lâu chúng tôi đã biết cháu Út Hiền là... Bữa giờ nó đi mòn gạch cái nhà này rồi, xin phép cái gì nữa? Ông vô chuyện chính luôn đi. Dạ, dù là biết vậy nhưng đây là phần thủ tục, muốn tỏ ra chúng ta là người gia đình gia giáo. Dạ. Thì phải giữ lấy lề thoái trước, đúng không chị? Thưa dạ, anh nói phải. Vậy cũng chưa chắc à nghe. Dạ, hôm bữa tôi có gặp chị Nhà ở ngoài chợ. Chị cũng đã xin qua với tôi rồi, đúng không chị Chính? Ủa má, má đi hồi nào sao má không cho con biết vậy? Thì trước sau gì cũng phải đi. Đi trước không tốt hơn hay sao? Dạ, nhà tôi biết chuyện hai đứa đã có thời gian tìm hiểu nhau, nhưng không nghĩ là sẽ sớm như vậy. Vì hồi bữa hổm á, cũng có người nói với tôi là không có nên mơ tưởng hảo quyền. Dạ chị, chỉ là có một chút hiểu lầm thôi. Dạ. Xin chị đừng có chấp. Tôi là chủ gia đình, tôi chính thức tới đây xin phép chị cho hai đứa trẻ nó tìm hiểu nhau. Nhân đây cũng xin phép chị cho được bàn đến chuyện đám cưới luôn. Nhà tôi chỉ có mỗi mình Đông là con trai. Do đó, tôi muốn nó ổn định sớm cái chuyện gia thất để mà tập trung lo cho sự nghiệp. Dạ, con nhờ hai má giúp xem giùm tụi con ngày nào tốt trong tháng tới để cho con được phép rước Út Hiền về. Ngày nào mà không được, quan trọng cái gì? Dạ chị, bà vợ tôi coi vậy chứ phóng khoáng lắm. Dạ. Không có coi trọng mấy cái chuyện ngày giờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt, đám cưới là chuyện quan trọng cả đời. Dạ. Phải coi kỹ. Dạ. Có kiên, có lành, chị nghĩ có phải không? Dạ thưa dạ, dạ anh nói phải ạ. Dạ, vậy thì cái chuyện coi ngày tháng tôi xin nhờ chị. Nói thiệt chứ, chuyện gì quan trọng mà giao cho người có tâm á, là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Dạ, cảm ơn anh chị. Chuyện này cứ để tôi lo. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị Mén, chị ráng dưỡng cho mau hết bệnh, uống miếng nước đi chị. Tôi uống cơm. Không sao, để em đi lấy nước khác cho chị. Thôi đi. Nghĩ sao mà hứa với tôi một đằng, rồi bây giờ đi hỏi dâu một nẻo. Thiệt là đáng ghét quá mà. Rồi mấy người sẽ biết tai tôi. Chị kêu ai biết tai vậy? Cái tai chị đau quá. Ui da. Chị để em. Mai mốt cô Như sướng rồi ha. Có chị dâu đảm đang ngoan hiền. Ai cần? Cổ về á thì cũng như người ở không công vậy thôi. Chị dâu đó nha, không có giỡn á. Em chỉ muốn chị làm chị dâu của em à, không muốn ai hết trơn á.
Nhưng mà bây giờ thì thua rồi. Hy vọng á là anh hai cưới nó xong phát hiện ra nó giả nai rồi bỏ nó. Cũng có khi được mấy bữa rồi anh hai chán nó, anh hai xù nó. Thôi kệ, tóm lại có bỏ là được rồi. Em đó, em còn nhỏ mà em hư quá. Do ảnh chứ bộ. Chưa phải vợ mà bên mới ớn luôn. Chị cứ đợi đó. Rồi chị coi ngày cưới của ảnh có ra sao không. Cô làm như là cô thay đổi được cả thế giới vậy. Không thay đổi được thế giới cũng sẽ thay đổi được ngày hôm đó. Coi luôn đi chứ chờ gì nữa. Thôi đi, tôi còn mặt mũi nào mà tới nữa. Tôi phải ở nhà thôi, tránh để cho người khác chướng mắt. Vậy mới nói chị muốn cái này cái kia, toàn là những thứ tốt không à. Nhưng mà không chịu bỏ ra thứ gì hết. Muốn danh nghĩa thì có danh nghĩa liền chứ gì đâu. Bởi vậy má con em mới lên đây nè. Tôi biết Mén là cành vàng lá ngọc của anh chị. Tôi thương nó thiệt lòng. Tôi thấy con nhỏ nó khóc lóc chạy về nhà, hổm rài nó khóc hết nước mắt rồi. Không hiểu chị thương cái kiểu gì mà để nó khổ sở như vậy. Tôi nói thiệt với chị nha, ở nhà mà nó nhăn mặt một cái là tôi đã sốt ruột rồi. Má, chuyện đó là chuyện của con mà. Chứ không phải trên đó làm con đau lòng rồi đau khổ chạy về nhà sao? Đâu có đâu chị, hiểu lầm thôi. Dạ, tại dạo này nhà con có chút chuyện nhỏ, chắc chị Mén không có muốn bị làm phiền. Phải không chị Mén? Đúng rồi đó má, không phải do trên nhà bắt chính đâu. Vậy chứ bây giờ chị qua đây có chuyện gì? Dạ, tôi muốn xin phép anh chị làm cái lễ nhỏ để con Mén trở thành con nuôi của tôi. Con nuôi? Lễ? Dạ. Làm con nuôi? Dạ. Chị vui tính thiệt đó nha. Tôi nói thiệt với anh chị, từ hồi gặp cháu tới bây giờ tôi coi nó như là con cháu trong nhà vậy đó. Rồi bây giờ con Mén nó về đây, tôi thấy nó vắng lắm. Tôi chỉ xin anh chị cho cháu nó làm con nuôi của tôi. Thỉnh thoảng lên nhà tôi chơi, ngủ lại, tâm sự với tôi một vài đêm là được rồi. Không được, cha mẹ nó vẫn còn ở đây, mắc gì phải làm con nuôi của người khác chứ. Thôi, cứ để cho con nó tự quyết định đi. Bây giờ ý con sao Mén? Dạ, ở trển cũng vui mà ba. Cũng, tức là không rồi. Dạ không, ở trên đó vui lắm á. Rồi sao? Con thấy ý của bác Chính sao? Dạ con. Dạ con, con cũng muốn làm con nuôi của bác Chính. Cuối cùng cũng tới ngày con gái của má phải về nhà chồng, xa má rồi. Má, con không nỡ rời xa má. Gái lớn lên theo chồng là đạo lý mà con. Có điều má lo cho con rất nhiều. Má sợ người ta không yêu thương con thì má đau lòng lắm. Má yên tâm, anh Đông thương con, rồi mọi người trong gia đình ảnh cũng sẽ thương con thôi. Con hứa với má đó, con gái của má sẽ là người hạnh phúc nhất xứ này. Con là tất cả hy vọng, là niềm tự hào của má. Các anh chị con đều lập gia đình ở xa quá mà cũng không có dư giả gì. Sớm chiều má chỉ còn biết trông ngóng chờ tin con sống vui và hạnh phúc với gia đình bên chồng con. Con hứa với má, con sẽ làm được những gì mà má mong muốn. Ừ, má cũng mong vậy. Con. Chị Hiền có phước quá ha.
cưới được anh Đông sướng quá. Tin chị Hiền cưới anh Đông là mấy cô gái xứ này thất tình tương tư nhiều lắm đó. Hơ, chị Hiền với anh Đông là trời sinh một cặp rồi. Sao không nói anh Đông có phước mới lấy được chị? Thôi thôi, coi như hai người đều có phước mới cưới được nhau, được chưa? Không biết mấy anh Vương Lễ bên đàn trai có dễ thương không ha? Đó đó, cái bệnh mê trai đúng là không bớt chút nào mà. Xong chưa? Trời ơi, ngồi một chỗ đi cô nương. Sao cứ đứng lên hoài vậy? Lát nó không còn sức đứng nữa đó. Nhưng mà tao hồi hộp quá à. Cứ ngồi vậy hoài còn căng thẳng hơn nữa. Trời ơi, làm gì mà nôn dữ vậy? Không có ai rinh chú rể của mày đi đâu. Ngồi đó đi nghe chưa? Không phải vậy, nhưng mà tao... Tao hứa không giành của mày, được chưa? Nhỏ này, người ta đang lo mà cứ giỡn hoài à. Không giỡn á, thì hả, để đó mày ngồi nghỉ một mình. Rồi lại á, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại hả? Không biết tới đâu rồi nữa. Trời ơi, cái xóm này nhỏ xíu, chạy vài bước chân là tới. Mày làm như đi xa ngàn dặm vậy đó. Ừ, tao đi ra ngoài ngó coi sao nha. Rồi tao ở bên ngoài kêu chú rể tới thì mày ra nha. Sao rồi con? Má, con hồi hộp quá má à. Tim á đập thình thịch luôn á má. Không sao hết đâu con. Rồi mai mốt nhớ lại cảm giác này, con sẽ thấy đây là giây phút con hạnh phúc nhất đời đó. Ngày xưa má có như con không ta? Ừ. Ngày xưa làm gì được xông tụ như vậy. Hồi đó lo chạy bom còn chưa xong, ở đó mà rình rang cưới hỏi. Nhưng mà cô dâu á, lúc nào cũng thấy hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Gia đình ảnh cũng sẽ thương con thôi. Con hứa với má đó, má sẽ là người hạnh phúc nhất. Con là tất cả hy vọng của má. Con đều lập gia đình ở xa cũng không có dư giả gì. Hôm chiều má chờ tin con và hạnh phúc. Con hứa với má, con sẽ làm được những gì mà má. Ừ, má cũng mong vậy. Hiền có phước quá ha. Tin chị Hiền cưới anh Đông làm tương tư nhiều lắm đó. Ông á là trời sinh một cặp rồi. Sao không nói anh Đông có phước? Thì hai người đều có phước mới cưới được. Biết anh Vương Lễ bên đàn trai có gì. Lúc nào đám cưới này đông vui quá chị Tư ha. Sao Út Hiền này sướng ghê ta. Đám cưới lớn nhất xứ luôn á. Rồi mời mọi người. Rồi chú rể qua đây. Má chúc cho hai con hạnh phúc suốt đời nha. Dạ chắc chắn rồi đó má, con hứa. Dạ. Tôi nghĩ cậu với Út Hiền thành đâu chứ. Hai đứa chơi chung thì khó mà. Ai dè. Tôi chỉ coi Út Hiền như là em gái của tôi thôi mà. Thì cậu coi, nó nói dối được đâu. Cái mặt hiện ra hết đó. Ông tin là lấy kiến soi đi. Nhà
nhàm chính bè đi cưới vợ cho cậu cả, đám cưới thì hình ra mà có phúc ghê vậy đó. Mới rước được cái thiệp gì Vinh kìa, nhà con nhỏ tuy nghèo nhưng mà nổi tiếng gia giáo vùng này đó. Nói gì ba con Hiền cũng là thầy giáo chứ bộ, hai đứa nhìn xinh đồ quá ha mấy bà. Đúng ghê vậy. Chị có dâu Hiền để thảo. Dạ, chúc mừng anh chị ha. Dạ. 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 Chúc mừng anh chị nha. Xin mời. Dạ, cảm ơn chị nha. Coi bộ tụi nó hả dạ dữ. Để coi con đó nó bồng rút cho coi nghe. Bà mới nói gì đó? Tôi nói gì chứ? Mọi chuyện tôi đã làm theo ý ông rồi mà. Chúc mừng anh chị. Bây giờ tôi phát mệt chút cũng được sao? Hôm nay là ngày vui của con trai. Bà thử gây ra chuyện gì đi, tôi không có để cho bà yên đâu. Dạ, dạ. Dạ. Bây giờ làm gì bình chập chập vậy? Tôi thấy nguy cơ nên mới nhắc vậy. Tôi thấy trước nguy cơ nên tôi mới nhắc với bà như vậy. Cho bà liệu đường mà bà đừng có làm bậy à. Má, tại chị ta giờ anh hai không thèm ghé mắt tới chị Mén nữa. Giờ thì coi như xong phim. Xong gì mà xong? Để coi nó sống được trong cái nhà này mấy ngày cho biết. Dạ chào. Dạ. Dạ. Dạ chào. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị ạ. Dạ. Nè, ăn chút gì đi ông. Anh biết là tủ lượng của tôi khá mà. Ba cái đồ quỷ này nhầm nhò gì? Trời, nãy giờ nhìn qua thấy mày uống khang không à? Tôi không sao đâu. Anh ra bàn ngồi đi. Nhớ ra ăn không ngồi xỉn chết luôn á. Nãy giờ nhìn qua em có biết là anh thương em nhiều lắm không? Dạ biết. Cuối cùng thì anh cũng đón được em về bên anh. Ngày hôm nay anh sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình đâu. Anh hứa sẽ thương em suốt đời nha. Anh thề, nếu như anh mà hứa sai thì... Thì sao? Thì Trăng sẽ không mọc lên nữa được trong cuộc đời của mình đâu. Anh hứa nha. Như anh mà hứa sai thì Trăng sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình đâu. Nha. Như anh mà hứa sai thì Trăng sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình đâu. Nha. Làm bạn với nhau được cũng mừng rồi.
Thầy vẫn ở trước mặt đó, đi đâu mà xa. Còn thông suốt rồi ta. Con không có sao hết. Giờ con mừng cho người ta, vì người ta có chỗ đàng hoàng hơn con. Có người thương người ta nhiều hơn là con. Vậy là con vui rồi. Con an tâm rồi. Rượu này nặng thiệt. Uống ứa nước mắt. Nặng tình cũng làm cay mắt đó. Chú tăng lương cho cưới vợ nữa chứ hả? Dạ, con cảm ơn chú đã tin tưởng. Hồi nào suy nghĩ xong thì nói cho chú biết nghe, chứ chú không có đợi lâu được đâu đó. Dạ, con biết rồi. Con làm gì đó Điện? Ngoại nói để đó đi, để ngoại làm được rồi. Lâu lâu con mới qua nấu cơm, để con làm hết cho. Hay là ngoại thấy con nấu dở quá? Không phải, con mới qua bữa hôm qua chứ đâu. Y chang vậy. Tại con thích nấu ăn cho ngoại mà. Điện à, mà thôi, mai mốt để ngoại tự lo được rồi. Con nấu thêm ngày hôm nay nữa thôi, là ngày mai con đi bỏ mối ở chợ rồi. Ừ, có công việc phải lo cho xong, để ngoại tự lo được mà. Mà mấy giờ anh Khang quay về hả ngoại? Mấy bữa rày con không có gặp ảnh. Chiều tối nó mới về, rồi nó lại đi liền. Ủa,
về rồi lại đi là sao hả ngoại? Bộ ở ngoại công chuyện nhiều lắm hả ngoại? Ngoại đừng có cho anh làm quá sức nha, lỡ bệnh ra thì nguy lắm đó. Nó đi uống rượu thì có. Ngoại, hổm rày á ngoại còn nhức vai không? Có, cũng còn chút ít hà. Bệnh người già mà con, biết chừng nào mới dứt. Lát nữa con nấu ăn xong rồi con ra bóp vai cho ngoại nha. Con có nghề lắm đó, dễ chịu lắm đó ngoại. Ừ, ngoại biết rồi mà. Con qua nấu ăn cho ngoại, ngoại vui dữ lắm rồi. Con không làm gì á thì ngứa tay ngứa chân lắm ngoại. Hay là ngoại không muốn con làm nữa? Cái con nhỏ này, nói đôi ba câu là nó giận lẫy rồi à. Sao con không thấy ngoại giận ai bao giờ hả? Mai mốt con sẽ kiếm chuyện chọc cho ngoại giận con thử. Rồi à, con trốn ở nhà lâu lâu một chút để cho ngoại nhớ con hen. Không Út Huyền thì con điên điển cũng được mà. Để coi cái duyên của thằng này nó tới đâu. Con về nhà này, con phải nhớ, nhà mình là nhà nề nếp. Đó là cái đầu tiên. Dạ, con biết rồi má. Nhà danh giá thì không được để cho người nghèo thấp hèn bước vô. Thứ đó không được phép bước chân vô thềm nhà này, con biết chưa? Đứa nào dám vô cứ đuổi thẳng tay nha. Con phải biết, con vô được cái nhà này là con có phước dữ lắm rồi. Thằng Đông, thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng là người trong nhà nên má không chấp nhất gì hết. Những lỗi lầm của con trước đây má cho qua hết. Dạ, nhưng thưa má, con có lỗi gì vậy má? Còn dám hỏi nữa à? Bỏ quên rồi sao? Không phải con với con điên điển gì đó lúc trước hay ăn hiếp con Như sao? Chứ còn gì nữa, mấy lần làm tôi quê mặt giữa đường đó. Dạ, con nhớ rồi má. Thứ hai, như hồi nãy cũng thấy rồi, má cấm con không được cãi lời má. Không phải má nói xong câu nào con nhảy vô họng chặn ngang như hồi nãy, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ, con nghe má. Rồi, thứ ba, con phải chu toàn phận làm dâu. Nhà mình rất ít người nên công chuyện con không có gì nặng nhọc. Hằng ngày con chỉ cần đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là được. Những việc lớn khác không có cần con lo. Dạ. Trước con sống ở nhà con sao má không cần biết, nhưng bây giờ con về nhà này á, phải chú ý tác phong, đi đứng đàng hoàng, nói năng nhỏ nhẹ. Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, để người ngoài nhìn vô á, còn thấy cái sự tươm tất lễ giáo. Dạ, con nhớ rồi má. Má còn dặn thêm con gì nữa không? Con cũng phải tìm hiểu mỗi người trong nhà này ăn uống kiểu gì, để biết mà đi chợ. Chứ nấu ra để đó rồi, người này chê, người kia ngán, không ăn nổi là con ăn hết á. Như tôi đây nè, tôi không ăn được thịt ba rọi, phải thịt nạc nha. Còn má nữa, má thì ăn canh bầu nấu vừa chín tới, không được sống, cũng không được chín rục quá. Như, đâu phải chuyện của con đâu. Mày mốt, Hiền tự nó biết. Thì con nói mấy thứ cơ bản vậy mà, để mất công chỉ mua về nấu rồi ăn không được. Nè, mấy bữa nữa có em nuôi thằng Đông tới ở chung vài bữa đó, con liệu mà chăm sóc hai em nghe không? Em nuôi thằng Đông cũng là con nhà danh giá nên không có chuyện gì làm qua loa được đâu. Dạ, con nhớ rồi má. Cứ ở đó mà nói nhớ rồi, con biết rồi, đến lúc làm không nổi á. Tôi không ăn được thịt ba rọi. Thank you.
Có chuyện gì mà vợ anh suy tư dữ vậy hả? À, có gì đâu, má mới nói chuyện với em á. Trời ơi, chắc má có mỗi một cô con dâu cho nên dạ nhiều lắm đúng không? Thì má cũng muốn á, cho em quen với nếp sinh hoạt của nhà mình thôi, không có gì đâu. Má anh là vậy đó, cái tính vậy thôi chứ thương con dữ lắm. Nè, đừng có lo nghĩ nhiều nha. Nè, em mà lo nghĩ nhiều đó, đó, cái trán này nè, nhăn lại xấu xí, mau già lắm đó. Biết không? Em, hay là ngày mai vợ chồng mình đi chơi xa một chuyến nha. Mình đi đâu vậy anh? Mà anh xin phép ba má chưa? Đó, em đúng là con dâu trưởng ngoan hiền. Một tiếng cũng ba má, hai tiếng cũng ba má. Công nhận dễ thương lắm nha. Em lỗ mũi em, ai chịu trách nhiệm? Nó không chỉ thuốc một mình thằng Đông đâu, nó còn thuốc luôn ông đó. Sao? Ai mượn mở cửa vậy? Không mở thì đâu. Ê, làm gì vậy? Ê, làm mở cửa coi đâu. Mở cửa coi. Mở cửa. Trời đất ơi, làm gì vậy? Sáng sớm rồi gặp chuyện bực mình rồi hả? Nè, đưa đây em. Kịch chứa. Thưa ba má. Tới đây chị. Qua đây. Nè nè, chị mén ngồi đây nha. Ủa, cả nhà mình đang chè hả? Con múc cho chị mén chén luôn nha. Làm gì nhìn dữ vậy? Nhìn ít thôi. Mắt mày bự giống gấu trúc, nhìn xấu quá à. Ủa, má, má nói chuyện của chị mén chưa? Có chuyện gì? Trời ơi, thì chuyện mà má nhận chị mén làm con nuôi đó. Má kỳ thiệt, lễ cũng đã làm rồi, sao má chưa nói cho anh hai nghe? Tại hổm rày lo đám cưới cho thằng Đông, lù bù quá má chưa có nói. Thôi, sẵn đây má cũng giới thiệu luôn. Con mén bây giờ á là con nuôi của tôi với ông. Em nuôi thằng Đông, chị nuôi của con Như. Nuôi được ngày nào mà kêu là con nuôi. Má, sao dì Tám dì cứ lang thang trong nhà mình hoài vậy? Ừ, sao biết được? Lang thang cho có người nhớ mặt đặt tên. Nè, bà nhận mén làm con nuôi hồi nào mà tôi không hay? Thì từ trước bữa cưới thằng Đông lận. Tôi nói rồi mà, lu bu quá tôi không nhớ. Ít ra thì cũng bàn bạc với tôi chứ sao tự ý làm vậy? Làm mà ông nói với ai biết, cứ vậy là ông đàng hoàng. Chị Tám, chị ra ngoài cho tôi nhờ. Hết chuyện để nói ra ngoài thôi. Bên cơn lá rơi thô hà em ơi. Đường dài mịn mờ em không đến ơi. Mây nó buồn cơn lứa bên. Thiệt là khùng chịu hết nổi luôn á. Mà má nè, dì Tám nhiều khi nói tưng tửng mày hay đó. Mà còn cái vụ của cô mén này là sao má? Bộ chuyện gì má cũng phải hỏi ý ổng sao? Chuyện ổng với mày làm á, mày có hỏi ý má một tiếng không? Còn dám hỏi nữa. Quan trọng bây giờ á, chị mén là thành viên trong nhà mình rồi. Chuyện đáng vui mà, phải không anh hai? Có thêm em mới, con dâu có vui không? Dạ cũng vui. Cũng vui là không vui rồi. Dạ con xin phép ba má.
Cẩn thận đó em. Wow, dì khéo tay quá. Má, lát ba về má chào ba giùm tụi con nha. Tụi con đi gấp quá mà không kịp chào ba. Đi nhớ đường về là được rồi, khỏi cần chào chi cho mất công. Dì Tám, dì Tám ở nhà khỏe nha, tụi con đi vài hôm nữa rồi về. À, người đáng chào thì không được chào. Ba má và em ở nhà khỏe nha. Cái gì cũng có trước sau chứ. Coi bộ chị cũng chiều tụi nó dữ rồi đó. Ai đáng chiều thì chiều thôi. Hai người đi chơi á, về nhớ mua quà là được. Đứng chào hoài mỏi miệng, không thấy mệt sao? Mệt thì không sợ, chỉ sợ cái người trướng mắt thôi. Dì Tám, sao chuyện gì dì cũng thích chen vô vậy? Chỗ của dì là ngoài bè kìa, dì có lượn lờ ở đây hoài à, chứ vậy? Dư, ai cho bạn nói cái kiểu hỗn hào với dì Tám vậy? Thì người sao mới đáng bị nói vậy chứ. Dì Tám ơi, dì Tám vô nhà nghỉ đi. Tụi nó chưa có lớn được, cho nên nghỉ bậy bạ gì đó. Lớn là ở cái ốc mà. Dạ thưa má, con đi. Con đi nha má. Về cái nhà này sướng nhất đời nó rồi. Chứ còn gì nữa, cái chạy chợ chưa đủ ăn, về đây còn bày đặt giả bộ làm sang. Trời ơi, sao má với em lại nỡ nói người ta như vậy? Dù sao thì cái tội lớn nhất của nó chỉ là cái tội nghèo mà thôi. Nghèo cũng là cái tội, nhưng có đứa giàu sụ không có biết danh giá, đứa có tiền học rất hay đùng nằm nhà luôn, nghĩ cách phá phách người ta thiệt hay làm sao. Nè, tôi thi rớt thì mắc mớ gì tới gì chứ. Thôi mà con. Mắc mớ thì đi. Má, cho bà đi đi, nó hoài. Thôi kệ bà đi. Thôi, hôm ấy em ở lại ăn cơm chung với ngoại với anh đi, có thêm người thêm vui ha ngoại ha. Đó, nghe anh mày nói chưa Điển? Bây giờ có ở lại không? Dạ, chỉ con ở lại với ngoại. Ý anh không phải là vậy, mà nếu anh cảm thấy không nói được thì thôi, em về đây. Điển à, ở đây, ngay tại chỗ này, anh đã biết có một người con gái thương anh, còn nhiều hơn là thương bản thân mình nữa. Vậy hay là anh cứ đi tìm người con gái đó là được rồi, sao phải nói với em chứ? Em thật sự em không hiểu anh đang muốn nói gì sao. Nếu anh cảm động với người ta thì anh đi nói với người ta đi, kêu em ra đây nói làm gì. Thôi em về. Người con gái đó chính là em đó. Được rồi, đưa anh.
Trời ơi, em chuẩn bị cho anh cái gì mà nhiều dữ vậy? Mấy thứ đồ cần thiết thôi, lỡ có lúc anh cần. Ừ, thưa ba, thưa má. Ừ, thưa ba má con đi. À, nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng làm việc cho tốt nghe. Dạ. Đi biển cực khổ lắm đó, còn chịu không nổi đi về làm bè cá với ba. Đừng ráng quá nghe con. Trời ơi, má nói xui quá vậy. Con trai má là giỏi dữ lắm à, má không cần phải lo đâu. Anh hai, nhớ mua quà cho em nha. Chắc chắn rồi, anh có một đứa em gái chứ có nhiều đâu. Anh đông đi nha, em thì không có cần quà đâu, mấy cái thứ đó bán ở ngoài đường nhiều lắm. Anh khỏe mạnh trở về là tốt rồi. Cảm ơn tôi đi nha. Con đi nha ba má. Em ở nhà có ai làm gì nấu gì em cũng đừng có để bụng nha. Thỉnh thoảng anh sẽ liên lạc về. Anh cứ yên tâm đi, đừng lo cho em. Em ở trong nhà chồng của mình mà, sao phải lo sợ chứ. Đó là anh nói trước như vậy. Ở nhà em cũng ráng chu toàn gia đình nha chứ. Tánh má như vậy đó, tánh con Như thì ngang ngạnh, giờ còn thêm con Mén nữa, cực cho em quá. Anh thấy thương em nhiều lắm. Em không sao đâu mà, anh không tin em chút nào hết hả? Ừ, thì anh thương vợ anh mới lo chứ. Em đợi mấy tháng về với em nha. Dạ em biết rồi. Anh đi nha. Có chút xíu vậy mà cũng khóc cho được nữa. Ai biết được nước mắt thiệt á hay là nước mắt cá sấu. Giờ không thèm trả lời trả vốn gì nữa. Con dâu mình ngoan thiệt á. Con nè. Dạ. Chỉ là bữa ăn gia đình thôi mà, con không cần phải tốn nhiều công sức vậy đâu. Nhìn những món ăn được trình bày ngăn nắp như vậy, ba cũng không nỡ ăn nữa. Bề ngoài vậy thôi, quan trọng là ở bên trong kìa. Đúng đó, ba không thấy dưa xanh vỏ đỏ lòng sao? Nên gì cũng nói được hết. Con thấy đúng là trình bày đẹp thiệt á, mà không biết có ăn nổi hay không đây nè. Ừ, ba cảm ơn. Chị Hiền, em đã nói á là em không có ăn được thịt mà có cái chút mỡ nào hết á. Chị coi nè, miếng nào cũng dính mỡ hết trơn á. Ừ vậy thôi, để lần sau chị làm kỹ hơn. Bữa nay em ăn đỡ nha. Không được, có dính chút xíu cũng không được. Chị làm vậy để em nhịn không ăn cơm. Chị đúng là ác độc thiệt. Nếu mày không ăn nổi, buông đũa rồi đứng dậy đi vô phòng, để cho người khác ăn. Khó ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Ba, rốt cuộc ai là con gái của ba? Ba chưa lẫn đến nỗi không biết đứa nào là con gái, đứa nào là con dâu. Hiền, sao con nấu canh bí gì mà chín rụt vậy? Má đã nói con mấy lần rồi, bộ con không nghe sao? Má chỉ ăn loại vừa chín tới. Mà con coi nè, con làm vậy hả? Dạ, lần sau con sẽ để ý hơn. Tại bữa nay con... lần sau hoài à? Trăm lần như một. Ủa, tôi thấy cái canh này ăn được rồi, bà sao vậy? Ông thì ăn món gì mà không được. Chuyện ăn uống thì để tôi dạy con dâu, đâu có tới lượt ông lên tiếng.
Nấu ăn thì món nào phải ra món đó. Đặt cái tâm vô mà nấu. Đây hả, vừa nấu vừa suy nghĩ đâu đâu không à. Đây nè, ông nhìn nè, mới ra vậy nè. Thôi má, trời ơi, tới cơm mà nấu cũng nhão nữa. Con cũng không biết cái kiểu này là cố tình hay sao đây nè. Ừ, hen. Hèn chi bữa nay thấy cơm khác khác. Tôi ăn xong rồi. Má con bà tiếp tục ngồi đó mà soi mói đi. Muốn ăn bữa cơm đàng hoàng mà cũng không yên với mấy người nữa. Đó, thấy không? Nấu tệ tới nỗi ba con ăn còn không được. Ông đứng dậy bỏ đi rồi kìa. Khóc bự lên, không ai nghe được đâu. Tám à, làm một chén đi, đời hết sầu. Dạ, thôi không được đâu Tám, lát con phải về nữa. Có mùi rượu con bị rầy đó. À, cũng phải. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm thôi. Tám uống như vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu Tám. Đời hết buồn là được rồi. Có thiệt là hạnh phúc đang mỉm cười với con không Tám? Con lấy được người thương mình và người mình thương. Sao có nhiều người hạ khắc với con quá vậy? Đời là bể khổ, yêu là đau thương. Tám nói hay thiệt. Y chang hoàn cảnh của con bây giờ. Giống nhiều người lắm. Cũng may còn có Tám chia sẻ với con. Con buồn tới nỗi không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Anh Đông đi xa, còn như thấy lạc vô đảo hoang mà ở đó nguy hiểm rình rập. Hoang đảo toàn thứ hại người, không sợ sao được. Con có quá hấp tấp khi đồng ý lấy ảnh không Tám? Đáng lẽ con nên biết trước những điều này mới phải. Thật ra cũng đã có nhiều người khuyên, nhưng con chỉ thích làm theo ý của mình. Duyên đi với nợ, cả đời nợ nhau đó mà. Nợ nhau thiệt, nợ cả những người thân của nhân duyên. À, thôi Tám vô nghỉ đi, trễ rồi, gió sông lạnh lắm đó. Hay bữa nay con đưa Tám về nhà với con nha. Ôi, có cái đó đó, không có biết lạnh, không có lạnh đâu. Vậy con về nha Tám. À, Tám nhớ vô trong sớm, ở ngoài này lạnh là bệnh đó. À, về đi. Là nguyên cục nợ á mà. Thank you.
cho con nhìn cái được không Tám? Của chung ai xài cũng được. Vậy con ngó ông trời hoài cho ông nhột luôn. Tám. Hổm rày Út Hiền sao rồi Tám? Mấy con yêu nữ dây quanh khó thoát à. Con cũng cảm thấy là Út Hiền ở cái nhà đó chắc chắn là phải chịu nhiều khổ sở, nhưng mà con cũng không có cách nào để mà giúp cổ hết. Cả đời chịu cực, quẩn quanh khổ sở, thiệt là đáng thương. Tám, dù sao Tám cũng thường ra vô trong nhà mà. Nếu cổ phải chịu khổ, Tám giúp cổ nha. Cứ ai ở hiền là gặp lạnh à. Bây giờ con cũng không thể nào mà lo lắng giúp đỡ cho Út Hiền được nữa rồi. Trước giờ con không thấy ai ngoài cổ. Còn bây giờ con thấy người khác rồi. À hay rồi, chúc mừng nha. Dạ. Hay rồi á, nên con sẽ đối xử với người ta thật là tốt. Tám chúc phúc cho tụi con vậy chắc là hên lắm. Hy vọng là sẽ hên. Dạ. Dạ chú Chính. Ủa, con có chuyện muốn nói với chú. Lỡ đảnh đi cho mát rồi nói. Dạ. Ê... nghĩ kỹ rồi phải không? Quyết định trông coi cái đám người mới cho chú chứ. Dạ không. Con có chuyện khác muốn nói với chú. Không phải giống ý chú sao? Dạ con. Dạ hết tuần này chú cho con nghỉ nha chú. Nhà có chuyện hả? Hay là con bận việc gì? Bận thì cứ nghỉ, hồi nào hết bận thì đi làm tiếp. Dạ không đâu chú. Con tính mà con có chút việc riêng thôi. Chú cho con nghỉ nha chú. Con nói vậy chú cũng biết làm sao nữa. Tiếc thiệt. Nếu như con còn ở đây thì hay quá. Dạ con xin lỗi chú, con đã phụ lòng của chú rồi. Con còn trẻ mà, muốn thử sức chuyện này chuyện kia chú hiểu. Đó không phải là chuyện không tốt, nhưng mà nói thiệt, chú vẫn tiếc con đó hai à. Chị hai. Gì vậy cô? Chị có thấy chai sơn móng tay màu hồng của tôi ở đâu không? Không có. Hồi giờ tôi đâu vô phòng của Út làm gì đâu. Hôm qua tôi sơn xong á, tôi còn để trên bàn á. Giờ kiếm hoài không thấy đâu hết trơn á. Chị nói coi, có phải chị Liễn đâu rồi không? Trước giờ tôi không bao giờ đụng tới đồ của cô Út. Chị có Liễn á thì nói ha. Để tôi biết á, tôi đi mua cái khác. Tôi không có trách móc hay bắt chị mua chị đền đâu mà chị lo. Cô Út, cô nói gì kỳ vậy? Tôi đã nói là không thấy không biết rồi mà. Liện á thì nói, tôi đã nói là tôi không trách, tôi không bắt chị mua đền, hiểu không? Chuyện gì mà sùm dữ vậy? Không để ai nghỉ ngơi buổi trưa chút nào là sao? Má hả? Má coi đó, chị Liện đồ của con mà chị không nhận kìa. Hiền, cô Út, tôi đã nói là không thấy không biết, tại sao cô vẫn nói vậy với má vậy? Hiền, sao con làm vậy? Con có ghét em á thì con nói, con làm vậy á là hèn lắm nghe không? Con nói thiệt mà má,
Đồ của cô Út ở đâu thì vẫn còn nguyên đó, con không khi nào đụng vô hết. Con đúng là cứng đầu. Nói thiệt cho má nghe coi. Thiệt mà má. Con... Được rồi, không cần nói thêm gì nữa. Má hiểu con rồi. Trời, phải vậy chứ, hay quá em ơi. Em mà. Em suy nghĩ chuyện của anh nói chưa? Anh hỏi bất ngờ quá. Em chưa chuẩn bị gì hết. Anh cũng biết là em cần thời gian, nhưng mà đối với anh bây giờ là thật lòng. Anh mong là em sẽ không nghi ngờ tấm lòng của anh. Dạ. Anh mong em sẽ suy nghĩ nhiều hơn, và câu trả lời sẽ giống như anh mong đợi. Có phải mình đang mơ không vậy? Anh mong sau này em chỉ cần dựa vào anh như vậy là đủ, được không em? Dạ. Vậy em đồng ý lấy anh nha. Anh... anh thiệt tình muốn cưới em đó Điển. Em... trời... trời em... Tự nhiên anh nói bất ngờ quá đúng không? Hay là để anh kêu ngoại qua nhà xin phép má em nha. Anh... dạ. Trai dữ ha. Trời, hôm nay đám cưới tôi không đẹp, chắc không đẹp à. Ừ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời, giữ cho chặt, có biết chưa? Trời ơi, có người chưa vợ vậy đời tôi kìa. Sao rồi, xong hết chưa? Tới giờ rước cô dâu rồi đó nghe. Dạ. Ngoại ơi. Ơi. Con chào gì? Thôi mình đi gì nào. Mở cửa ra. Làm ơn mở cửa giùm tôi đi. Mở cửa ra. Làm sao bây giờ? Mở ra giùm tôi đi. Mở ra. Anh hai ơi.
Thôi anh ngồi chơi, tôi ra ngoài nhé. Dạ, mọi người ăn ngon miệng. Dạ. Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Các bạn uống vui vẻ nha. 1, 2, 3, vô. Kìa kìa, ok. Anh hai. Ủa? Anh hai. Xin lỗi anh hai nha, tụi em tới trễ. Tại sao vậy? Hả? Chị đã kêu khóa cửa cẩn thận rồi, mà tại sao kỳ vậy? Thì em làm theo lời chị đó. Chìa khóa em còn giữ đây nè. Vậy thì lý do gì mà nó chạy ra được? Cái con này. Trời, không lẽ nó là ma nó biết tàng hình? Chắc vậy. Ma quỷ gì ở đây? Thằng Đông á, nó về nó mở cửa cho vợ nó đi ra ngoài rồi. Cái thằng sớm không về, muộn không về, mà về trong lúc này. Trời ơi, má nghĩ má còn tức nữa con. Làm như á, ổng đánh hơi mò về cứu vợ hay sao á? Nếu không á là mấy má con mình thành công mỹ mãn rồi. Thôi, bây giờ con Hiền nó mới là mỹ mãn nè. Trời má ơi, chắc là bây giờ nó đang cười thầm má con mình á. Cứ để coi nó cười được bao nhiêu lâu nữa. Má, bộ má có cách gì hay nữa hả? Có. Chúc mừng mày nha Khang. Nhanh dữ vậy. Không nghe nói gì hết mà đùng cái lấy vợ. Ông cũng chuẩn bị lo đi chứ. Coi chừng ế bây giờ á. Ủa, bạn anh mà sao em chưa gặp lần nào? Đây là anh Thiện, bạn rất thân của anh từ hồi nhỏ. Người vẫn thường bớt phần cơm cho anh ăn ở trường. Mà anh thường nói cho em với lại Út Hiền nghe đó. Người này á là tính bỏ xứ đi luôn. Nên em không biết á thì cũng phải thôi. Nè, ông phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ. Ai nói tôi muốn bỏ xứ này đi hả? Tôi còn muốn về quê lấy vợ, sinh con cho bằng anh bằng em nữa kìa. Nè, nếu anh tin tưởng thì giao việc này cho em.
em bảo đảm anh sẽ kiếm được một cô ưng ý luôn. Còn nếu anh nhờ anh Hai Khang á, thì phải kiếp sau mới lấy được vợ. Trời ơi, em bữa nay gan quá ha, dám nói xấu chồng mình trước mặt người khác vậy á hả? Đâu phải là người khác đâu, ảnh là bạn thân của anh mà. Ê, đắc lại chút nha. Ủa, bộ có người giới thiệu cho tôi thiệt sao? Hay ghê ta. Ông đừng có ham. Trời ơi, kiếm đỏ con mắt mới kiếm được con người ha. Bộ ông tưởng ở đây muốn kiếm có là có hả? Thôi được rồi, vô. Vô. Dạ, con mời các dạ. Bác dạ. Mời mọi người, chúc mừng nghe. Xin lỗi mày nha, hồi sáng này tao tới trễ quá, không phụ giúp gì được cho mày hết á. Hồi đám cưới tao, mày tất bật ngược xuôi mấy ngày trời, tao ái nái quá. Nữa rồi, tao với mày mà còn xét nét mấy cái chuyện đó nữa sao? Nếu bây giờ muốn tính toán từng chuyện một, coi ai giúp ai á, thì tính tới kiếp sau cũng không hết chuyện luôn á. Đi ra ngoài. Ra đi. Rồi vô đi. Vô đi. Vô. Nè vô. Vô anh. Ừ em. Nè cô dâu. Hai anh dạt ra đây nói chuyện riêng, chuyện xưa đúng không? Có nhắc tới kỷ niệm với ai không giờ? Nè, ông thấy tôi nói có sai không? Phụ nữ á, ghen tuông dữ dội lắm. Ghen ra mặt cũng có, ghen ngầm, ghen khôn, ghen khờ cũng có. Coi bộ đi điển thuộc mẫu người ghen ngầm mà khôn ngoan à nha. Anh Hai, anh Hai kỳ quá. Bây giờ anh em ngồi đây uống với nhau mà anh Hai không có giới thiệu mọi người cho nhau biết gì hết. À, đây là vợ chồng Mạnh Đông, Út Hiền. Dạ. Chào anh. Còn đây là vợ chồng Tư Hải sống trên. Anh Tư Hải. Dạ, em chào. Dạ, anh chào. Còn đây là Thiện. À, đang là bác sĩ ở trên Sài Gòn á. Thiện á là bạn thân của tôi từ nhỏ lên. À. Chào anh. Chào Thiện. Ủa, nói vậy là anh cũng ở Sài Gòn luôn hả? Hôm nào rảnh rỗi anh em mình hẹn uống cà phê chơi ha. Nhất định rồi. À, trên Sài Gòn anh làm nghề gì? Tôi đi tàu diễn dương. Cũng rài đây mai đó lên đên lắm. Nhưng mà những lúc tàu về cảng á thì dư giả thời gian rảnh rỗi. À, dạ. Anh Thiện. Hồi nãy tôi nghe nói là anh muốn làm quen với một cô gái ở dưới quê đúng không? Để tôi mai mối cho, được không? Coi bộ tôi được rất nhiều người đang hạnh phúc để ý quan tâm tới hạnh phúc lẻ loi đơn chiếc của tôi. Chắc là đợt này tôi sẽ sớm gặp được duyên lành thôi. Tôi nói nhỏ nghe nè, tôi có một đứa em gái coi cũng được lắm. Mà thấy anh á lịch sự nè, cho nên tôi thấy cũng mến mến, nên không ngại giới thiệu với anh về em gái của tôi để cho hai người quen biết nhau. Thiệt vậy sao? Vậy là tôi phải kêu anh Hai trước rồi. Tôi mời anh Hai một ly. Ừ. Vô anh Hai. Được rồi, được. Vô. 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 Cái này á phải coi lại nha. Ông bà mình hay nói á, trên đời này có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Mà nè, tôi biết cái làm mai á là đứng đầu sổ, nhưng mà ăn thua vì bạn bè tôi hy sinh chấp nhận luôn. Rồi, mời anh về việc hy sinh chấp nhận. Vô. Đông mới về hả? Uống cái coi. À dạ. Vô anh. Ừ vô. Anh uống ít thôi. Để anh uống dành cái. Cạn á. Nè. 100%. Dạ dạ dạ. Ít thôi anh. Anh Đông. Vậy mới được á. Ừ. Tóm lại, cô có coi tôi là má cô không? Tại sao cái lời của tôi cô không có nghe ra cái gì trơn vậy? Hả? Dạ, cô. Má à, sao chị Hai coi má là má được? Chỉ là má chồng thôi. Mà má chồng á thì cũng chỉ là người ngoài thôi mà má. Sao cô Út lại nói vậy? Nó nói vậy có gì sai không? Tôi kêu cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, cô không để lọt lời tôi nói chút nào. Bỏ nhà đi từ sáng tới giờ, giờ mới về là sao? Dạ,
Hôm nay là ngày đám cưới của anh Hai Khang với Điên Điển mà má. Hôm trước con cũng có xin phép má rồi mà. Khỏi thanh minh thanh nga. Giờ cô coi đám bạn bè của cô hơn tôi phải không? Dạ thưa má, đó là hai người bạn thân nhất của con. Không lẽ con không thể tới dự đám cưới của họ được sao? Má coi kìa, hôm nay còn dám cãi lớn tiếng nữa chứ. Thôi thì cứ để cho cổ lớn tiếng đi, để cho anh Đông anh dạy. Anh thấy vợ ảnh cũng đâu có hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Thiệt tình, coi lời của tôi như nước đổ đầu vịt vậy đó. Đi miết á, để thằng Đông uống say không biết trời trăng mây gió gì hết. Nè, vậy mà coi được sao? Dạ, tại mọi người quý mến ảnh. Quý mến nó là phải rồi. Nó là dân cậu, vui vẻ, rộng rãi. Không quý nó sao được? Hả? Vui gì mà ồn ào quá vậy? Ba, ông coi, nhìn con dâu ngoan của ông đó. Đám cưới đám xin gì mà đi tới giờ này mới về. Ai cha, hôm nay đám cưới của thằng Khang. Ây, chết tiệt, tôi đi qua cái chỗ làm hợp đồng rồi họ ghi lại. Uống xỉn quá rồi không nhớ. Ây, mà nè, nó đi với chồng chứ có phải nó đi một mình đâu. Có gì đâu mà phải sùm vậy bà. Ông thấy nhà cửa bề bộn không? Vậy mà nó dám bỏ đi nguyên một ngày. Tối mịt mới mò về nè. Hồi trước tôi với bà đi có khi nào về trước 9 giờ tối không? Đám cưới ở trong quê nó vậy, bà biết quá rồi. Bộ má con bà không có tay chân hả? Rồi chị Sáu đâu? Việc gì cũng bắt con nó làm. Nó là con dâu chứ đâu phải ở đợi cho má con bà. Ba nha, ba thương con dâu hơn con gái nha. Cái gì phải thì nói. Bà với con Như xử sự quá đáng rồi đó. À, dạ thôi, chuyện gia đình không có liên can tới con. Con xin phép đi về phòng. Thôi, con cũng đi nghỉ đi. Có việc gì ngày mai làm cũng được rồi. Dạ, con xin phép ba má. Anh đang có chuyện gì lo lắng sao? Không đâu em, mình đi ngủ thôi. Anh thôi đi. Điển, em sao vậy? Anh ước vợ anh là người khác chứ không phải tôi đúng không? Anh có thấy ai trong đêm tân hôn mà lại cau mày khó chịu không? Em nói gì kỳ vậy Điển? Em biết rồi, em không phải là sự lựa chọn của anh. Em là người thay thế cho một người khác. Anh không quên được người ta nên... Thôi mà, em nghe anh nói nè. Anh không cần nói, em biết hết lòng dạ anh rồi. Thôi mà Điển à, hôm nay anh thật sự rất vui vì cưới được em làm vợ. Nhưng mà anh cũng buồn dữ lắm.
ngày vui nhất trong đời anh. Vậy mà má anh cũng không có mặt. Mấy lần em cũng muốn tìm cơ hội đi hỏi anh, nhưng chưa bao giờ nghe anh nói gì má hết. Em xin lỗi, em thật sự không biết. Còn đi ghen bóng gió vậy nữa. Nên em nhớ nha, bây giờ ngoài em ra, tuyệt đối anh không nghĩ tới người nào khác nữa. Dạ, từ nay em sẽ hoàn toàn tin tưởng anh, không ghen tuông bậy bạ gì nữa. Anh thương nên anh mới cưới em. Mai mốt anh chỉ dạng tình với vợ anh thôi. Giờ nói mạnh miệng nha, mày mốt có chuyện đừng có trách em không nói trước à. Anh dậy rồi hả? Qua nhà ngoại, về nội, đi chợ, rồi đi. Thôi, để lần này tôi sẽ hộ tống phu nhân đi hết tỉnh luôn nha. Vậy mình đi chùa bà nha. Tại vì lâu rồi em không lên chùa bà. Ừ, mình sẽ đi chùa bà trước. À, em đã đi núi Cấm chưa? Cù Lao Ông Hổ, Thủy Đài Sơn chưa? Lần này vợ chồng của mình sẽ đi hết luôn. Vậy ha, em thích lắm. Nghe tôi hỏi nè, thích đi chơi hơn hay là thích anh hơn đây? Nói cho rõ ràng cho thiệt nha. Em thì em thích cả hai. Nhưng mà nếu miễn cưỡng chọn thì em thích anh hơn một chút. Nói là em ăn rau trụng mà sao chị để nguyên dĩa rau sống vậy? Không ai trụng cho em thì em chịu khó ăn đi. Trời ơi, còn ăn không được á thì nhịn. Em nè, tự làm không được sao? Chuyện gì cũng bắt chị hai làm hết vậy? Em biết rồi anh hai. Má, lần này con được nghỉ phép 2 tuần, con tranh thủ đưa vợ con đi chơi vòng vòng cho biết đây biết đó nha ba má. Đi chơi cho thảnh thơi đi con. Từ hồi Hiền về đây làm dâu, nó chỉ biết ngày ra chợ hoặc xuống bè cá. Mới đi tuần trăng mật không có bao lâu, bây giờ đòi đi nữa, nhà cửa ai lo đây? Tụi con chỉ đi trong tỉnh thôi mà má, lâu lâu con mới về muốn được nghỉ ngơi,
Sao mà má cứ xét nấy con hoài vậy? Thì tùy. Tôi có quyền gì mà cấm cản. Rồi mấy người tính đi đâu đây? Dạ, con tính dẫn vợ con đi vòng vòng ở mấy nhà bà con ở huyện khác á. Từ hồi cưới xong tới giờ tụi con chưa có dịp quay lại cảm ơn người ta. Với lại đi mấy khu du lịch trong tỉnh á. Mấy khu đó con đã đi mòn hết rồi, giờ còn muốn đi làm gì nữa? À phải rồi, từ nhỏ tới lớn con chưa đi được tới mấy cái chỗ đó chứ gì. Dạ con. Trời ơi, thiệt vậy hả chị Hiền? Có thiệt là chị quê tới nỗi chị chưa từng đi tới mấy chỗ đó không? Đi sớm về sớm, không phải thấy rảnh quá đi hoài hoài nha. Đồ lưu niệm đằng kia tội quá chừng nên em mua giùm đó. Ở đâu mà sao em không thấy vậy? Em mà thấy cái gì? Em vừa tới cổng chùa là em quên hết nhân tình thế thái, thậm chí quên cả anh luôn đúng không? Anh kêu gì ăn trước đi. Anh quên nữa. Em ăn gì? Thốt nốt. Cho con 2 ly con. Mệt mà trời đổ mưa mà gì đâu. Trời, đi núi phải leo lên tới đỉnh nhìn mới đẹp. Nhưng mà mệt quá chồng ơi. Mà mắc mưa như vậy á cũng là một kỷ niệm vui ha. Hay là bây giờ mình đứng đây mình nghỉ chút xíu đi, hết mưa rồi mình lên tiếp. Hả? Đẹp thiệt chồng á. Thì đó, ai như em vậy, cứ ráng leo hoài. Thế mệt đó thì có, làm gì thấy đẹp được. Thế thảnh thơi như vậy nè mới đứng nhìn thấy cảnh đẹp được chứ. Mày chắc trên đỉnh núi đẹp hơn. Em muốn lên trên trển còn sao chứ bộ. Nhưng mà dù sao giữa đường mình cũng phải nghỉ chân một chút. Nó cứ giống như vậy nè. Khi nào mà em thấy mệt mỏi quá, em cứ dựa vô vai anh như vậy là được rồi. Vậy thì lúc nào em cũng muốn là em mệt hết á. Anh sẽ dẫn ở đây, ngay chỗ này, chỗ mà em có thể đến và dựa cho anh suốt đời. Dì Tư, lương bán nhiêu vậy dì? Chà, bữa nay ra dáng cô dâu mới ha. Dì Tư cứ chọc con hoài à. Lương hôm nay tươi lắm, lấy đi để dì bán rẻ cho. Sáng giờ dì Tư có đắt hàng không? Lai rai thôi con, nhưng mà cũng phải bán hết trong buổi sáng thôi chứ biết sao giờ. Mày lấy mấy ký? Dì mà mấy ký ghê vậy dì? Dì lấy nửa ký cho con đi. Làm dâu mới thấy làm sao? Hồi giờ tụi con chơi với nhau như anh em. Mà thôi dì Tư hỏi kỳ quá. Dì mừng cho mày đó, thằng Khang nó tốt tính, mày lấy nó là tốt phước cả đời mày đó nghe.
Chứ không phải ảnh lấy con là phước cho ảnh sao? Con cũng có nhiều điểm tốt chứ bộ. Ờ đúng rồi, tụi mày tốt phước nên mới ráp được với nhau vậy ha. Bao nhiêu vậy gì? Ờ 30 con. Dạ con gửi. Cảm ơn con nghe. Con cảm ơn gì? Ừ. Anh. Trời, bữa nay ra đường gặp ai mà vui dữ ha? Đâu có. Tại hồi nãy dì Tư nói kỳ lắm. Dì Tư bán cá ngoài chợ của mình đó hả? Ừ. Dì nói làm sao? Dì kêu là hai đứa mình tốt phước nên mới ráp được với nhau. Trời. Cái gì này thiệt tình hả? Ờ, còn bình thường á, người ta kêu là em có phước nên mới rước được anh đó đúng không? Ủa, sao anh biết? Anh chỉ giỏi ăn hiếp em không à? Thôi, anh đi ra giường đây. Em ở nhà nấu cơm đi. Cô dâu tốt phước của tôi. À, anh chọc em nữa kìa. Em biết ngoại cho coi. Trời ơi. Đó, coi kìa. Nhìn anh kìa. Trời ơi, coi nè, nhìn tấm này nè. Nhìn cái mặt này hả? Thấy khờ dễ sợ luôn. Thì tại vì đứng trước mặt em cho nên anh mới khờ vậy đó. Nè. Đó, em coi cái hình này đi. Vợ của anh cười cũng tươi dữ ha. Anh thấy không? Cảnh đẹp nè, người đẹp, lòng lại vui nên cười tươi là đương nhiên. Nè, chứ không phải là được đi với một người chồng đẹp trai, phong độ cho nên hãnh diện đứng cười hoài luôn đúng không? Anh đó nha, dễ miệng vừa thôi đó. Anh, cảnh này đẹp quá. Đúng rồi, thấy cái cảnh này đẹp, cảnh đẹp nhờ người. Em, hay là mai mốt vợ chồng mình đi hết cảnh đẹp trong nước rồi mình sẽ đi chơi nước ngoài luôn. Nè nè, anh nghi em lúc đó em có nguy cơ cười đến nỗi rách cái miệng lên tới lỗ tai luôn nè. Bây giờ hả? Còn trù ẻo cho vợ rách miệng nữa hả? Vậy nha. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh nói á, là dẫn em đi nước ngoài phải không? Em thích lắm. Tình thà cho anh đó. Đó, nhìn thấy mắt em vui như vậy càng cảm nhận được mình đã rất hạnh phúc lắm rồi. Ê dạ, trời ơi, gì vậy chị? Cái gì mà càng gàng trước mặt người ta hoài vậy? Chị này. Ủa, hai đứa nói với má là đi gọi đầu mà chưa đi sao? Con đang buồn muốn chết nè má. Chuyện gì mà làm con gái má buồn vậy? Má coi đó, bữa rày anh Đông dẫn bả đi chơi suốt hả? Đi tùm lum hết. Rồi bây giờ về bển á, còn dẫn ầm ầm ở trỏng kìa. Má biết rồi, nhưng mà bây giờ thằng Đông nó binh con nhỏ đó chầm chầm hả? Lỡ mà không làm đúng ý nó, nó ôm con nhỏ đó lên Sài Gòn luôn. Hết đường hết muối luôn đó tụi con. Bộ má không còn cách nào khác hả? Má, hay là má cấm cửa, không có cho nó ra khỏi nhà nữa. Sao vậy được? Càng cấm, tụi nó càng níu nhau, chứ được cái gì? Sao mà không được? Chánh gia coi. Bây giờ chỉ cần má bắt nó làm công chuyện nhà, làm hết cái này tới cái kia, làm luôn công việc của dì Sáu. Má má, hay là má cho dì Sáu nghỉ làm luôn đi. Hả? Tí này hay không vậy?
Anh nhìn gì dữ vậy? Không ngờ em khéo tay thiệt á. Con gái xứ này á, ai mà không biết làm vậy? Có phải chỉ mình vợ anh biết đâu. Nhưng mà vợ anh làm đẹp hơn mấy người khác chứ bộ. Anh khen em hoài, em không làm nổi nữa bây giờ. Trời ơi, cảm giác lâng lâng đó hả? Người ta kiếm không có ra đó em. Mà thôi, suốt ngày làm đủ công chuyện rồi, chiều lại nghỉ cho khỏe. Mai làm tiếp em ha. Anh cũng làm suốt ngày, sao giờ còn ngồi ở đây? Con à. Dạ. Dạ, má kêu con. Hôm nay đã lột sạch ra đó rồi, lát con chỉ lấy ra rồi đi giặt thôi nha. Dạ. Dạ thôi con xin phép, con ăn xong rồi. Anh chỉ còn được có mấy ngày phép thôi đó, mình phải tận dụng tối đa đó nha. Vợ con nó kêu mệt thì thôi, cứ ép nó đi hoài vậy. Ủa, bình thường con thấy má có quan tâm tới cổ mệt hay khỏe gì đâu. Mà hình như con có cảm giác mọi người đang có cái chuyện gì giấu con nè. Cái gì mà giấu giếm chứ, con dâu của má, má quan tâm không được sao? Ông nói coi, phải vậy không? Chuyện đàn bà tôi không có quan tâm. Ủa, tôi tưởng ông hay quan tâm tới chuyện đàn bà lắm chứ. À, là đàn bà nhà khác thôi phải không? Tùy bà nghĩ. Lạ lùng. Má, bộ anh Đông ảnh nói với má là anh chở con Hiền tới cái khu Thủy Đại Sơn hả má? Con khỏi có lo, má chặn họng con Hiền trước rồi. Nó có ăn gan hùm cũng không dám đi với thằng Đông nữa con. Con biết chứ bộ, nó làm sao mà dám cãi lời má. Mà vấn đề là con cũng muốn đi với anh Đông tới đó. Ở đó má thấy có gì đâu, không có gì vui hết trơn á. Mà má nghĩ con cũng đi mòn hai cái gốc chân con rồi. Má nói rất đúng. Con nói thiệt với má là con chơi trong vườn nhà con thích hơn chơi ở chổng. Bộ má không biết nhà con có cái biệt thự gần đó hả? Bây giờ má tạo cơ hội để cho con với anh Đông